Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Quân sự 24 giờ. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Việt Nam cải tiến bom săn ngầm và sản xuất pháo nhiệt áp giá thấp. Quý vị thân mến, hôm nay kênh sẽ gửi tới quý vị một vấn đề liên quan tới câu chuyện sáng kiến cải tiến vũ khí độc đáo của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Có thể nói, ngoài việc tập trung vào lĩnh vực sản xuất vũ khí trang bị mới và hiện đại, chúng ta cũng tích cực nghiên cứu, cải tiến các loại vũ khí cũ có trong trang bị, cải tiến chúng thích nghi với chiến tranh hiện đại. Thực tiễn đã chứng minh rằng rất nhiều quốc gia trên thế giới, ngoài mặt thì bảo rằng đã loại biên chế, nhưng thực tế lại niêm kho rất nhiều hệ thống vũ khí cũ. Trong một cuộc chiến tranh tổng lực, khi người ta hao tổn quá nhiều trang bị, thì kho vũ khí là nguồn tài nguyên vô giá để tiếp tục chiến tranh. Nổi bật là việc chúng ta tưởng rằng Nga đã loại biên chế hàng nghìn chiếc T-54, T-55, T-62. Thế nhưng, cuộc chiến Ukraine cho thấy điều đó không đúng. Hóa ra, họ vẫn lưu kho chúng. Dĩ nhiên, các loại vũ khí cũ khó mà tồn tại được trước cuộc chiến tranh hiện đại, nơi mà tiêu chuẩn thiết kế của chúng đã lỗi thời. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, người ta có thể cải tiến chúng với các tiêu chuẩn mới hoặc sử dụng với những vai trò thứ hai, thứ ba, thay vì vai trò số một của chúng. Nói sơ sơ vậy thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện chính. Một sáng kiến mà chúng tôi tin rằng, tùy từng điều kiện, đây có thể là một giải pháp chế áp bộ binh, gây hoang mang tinh thần và tiêu diệt các mục tiêu đặc biệt kiên cố. Vậy, tại sao sáng kiến cải tiến vũ khí của Việt Nam lại có thể trở thành giải pháp hiệu quả trong chiến tranh hiện đại? Và liệu việc tái sử dụng vũ khí cũ có thể mang lại lợi thế bất ngờ trong các cuộc xung đột căng thẳng hiện nay không? Nếu quý vị có cùng thắc mắc về câu hỏi này, hãy ở lại và tiếp tục theo dõi video để tìm câu trả lời nhé! Chẳng là, vào ngày 19 tháng 8, báo Quân đội Nhân dân Việt Nam có đăng tải một bài viết về xây dựng nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng hiện đại. Về cơ bản, nội dung bài viết nói về định hướng và mục tiêu mà chúng ta khó lòng hiểu hết được thâm ý của người trong cuộc. Nhưng điểm thú vị trong bài viết này là một bức ảnh bộ đội đang tiến hành nạp đạn trong giàn phóng trông như pháo phản lực hạng nặng. Đường kính cỡ nòng lớn, mà cần phải tới 4 người mới có thể khiêng được một quả đạn để nạp vào bệ phóng. Dòng chú thích dưới bức ảnh viết rằng, bắn nghiệm thu sản phẩm DPB-1200 do Viện Công nghệ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Lập tức, chúng tôi lục tung tài liệu để tìm hiểu xem DPB-1200 rốt cuộc là thứ gì. Đáng tiếc là sau cả buổi xoay nổ mắt, không tìm ra cái tên DPB-1200 ở đâu khác ngoài bài báo trên Quân đội Nhân dân. Tuy nhiên, nhìn từ hình dạng thiết kế, chúng tôi thấy rằng DPB-1200 có nét giống với một thứ vũ khí chống ngầm từng được Hải quân Việt Nam sử dụng. Đó là hệ thống bom phản lực chống ngầm GPU của Liên Xô cũ, được sử dụng phổ biến trong Hải quân Việt Nam trên một số tàu chống ngầm như đề án 159 PTA, cũng như một vài tàu tuần tra chống ngầm cũ ở vùng 1 Hải quân. Mà nếu chúng tôi đoán không nhầm, thì DPB-1200 trông giống hệt hệ thống phản lực chống ngầm GPU-1200 thường được trang bị trên tàu chống ngầm cỡ nhỏ đề án 201 và tàu quét mìn 266 mà Việt Nam từng có trong trang bị. Dòng chữ DPB-1200 có lẽ là tên viết tắt của cụm từ giàn phóng bom, còn 1200 thường là cự ly xa nhất. Vậy, quý vị có thắc mắc tại sao DPB-1200 lại chỉ được nhắc đến trong một bài báo duy nhất? Và liệu đây có phải là bước đột phá của quốc phòng Việt Nam không? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé! Theo quy ước đặt tên của các hệ thống vũ khí chống ngầm GPU của Liên Xô, theo các tài liệu của Liên Xô cũ, GPU-1200 là hệ thống bom phản lực chống ngầm được thiết kế vào thập niên 50 để tiêu diệt tàu ngầm và ngư lôi của đối phương. Hệ thống vũ khí này được phát triển với bom phản lực GGB-12, theo nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô vào đầu thập niên 50. Hệ thống được chấp nhận trang bị vào ngày 26 tháng 3 năm 1953 và được đưa vào sử dụng trong Hải quân Liên Xô vào năm 1955. Do không có độ giật khi khai hỏa, GPU-1200 có thể lắp trên các tàu thuyền có lượng giãn nước nhỏ. Khi thu nhỏ, toàn bộ một bệ chiến đấu của GPU-1200 có trọng lượng 620 kg, cấu thành từ 5 ống dẫn hướng đường kính 253,5 ly. Góc bắn có thể thay đổi từ 0 tới 51 độ. Tốc độ bắn một loạt đạn là 2,5 phát trên 1 phút. GPU-1200 được trang bị các quả bom phản lực GGB-12, có động cơ không điều khiển, sức nổ cao, dài 1,24 m,
đường kính 252 ly, trọng lượng 73 kg, trong đó có 32 kg chất nổ, cho phép đảm bảo tiêu diệt các mục tiêu dưới nước trong bán kính 6 m, tầm bắn từ 400 tới 1.200 m, với động cơ nhiên liệu rắn. Bom phản lực được trang bị ngòi nổ tiếp xúc K3, K3M, hoặc ngòi nổ cận tiếp xúc, KVD, tạo ra vụ nổ từ xa ở độ sâu từ 10 đến 330 m. Mặc dù có sức nổ cao, nhưng tầm bắn ngắn là một trong những vấn đề của hệ thống RPU nói chung và RPU-1200 nói riêng. Trở lại với bệ phóng DPB-1200, cứ cho rằng đó là một thiết kế sao chép RPU-1200 của Liên Xô do Việt Nam sản xuất, hoặc là một phương án cải tiến đem bệ phóng bom lên bờ, thì rốt cuộc chúng ta đang làm gì? Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng phải chăng Việt Nam đang nghiên cứu hệ thống vũ khí săn ngầm nội địa cho tàu hộ vệ SN-1000 mà Viện Thiết kế Tàu Quân sự đang phát triển. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu tham số và triển vọng của loại này, chúng tôi cho rằng đó là một suy nghĩ viển vông. Chắc chắn ta không dạy gì mà đầu tư cho một phương án đã hết sức lỗi thời. Ngay cả Việt Nam cũng đã loại biên chế 15 tàu chống ngầm đề án 201, vốn được trang bị loại vũ khí này từ thập niên 2000. Hơn nữa, theo thiết kế sơ bộ của SN-1000, chúng tôi tin rằng ta đang nghiên cứu phương án trang bị hệ thống bom phản lực chống ngầm kiểu RPU-6000 hiện đại hơn thay vì hệ thống cũ. Nhìn lại bệ phóng DPB-M200 đặt trên mặt đất, chúng tôi chợt nhớ tới một giải pháp mà người Nga đã và đang áp dụng tại chiến trường Ukraine. Vào đầu năm nay, dư luận đã xôn xao trước sáng kiến của binh sĩ hải quân đánh bộ Nga khi họ đưa bệ phóng bom phản lực chống ngầm RPU-6000 lên khung bệ xe tăng T-80 để tập kích các vị trí của quân Ukraine ở tiền tuyến. RPU-6000 là một trong những hệ thống bom phản lực chống ngầm tốt nhất, được sản xuất dưới thời Liên Xô và đến nay vẫn được Hải quân Nga sử dụng trên nhiều tàu chiến mới. So với RPU-1200, phiên bản 6000 tăng số lượng ống dẫn hướng lên 12, với đường kính 213mm và bổ sung hệ thống điều khiển hỏa lực tự động. Hệ thống này có khả năng phản ứng tức thì, từ lúc phát hiện tàu địch đến khi khai hỏa chỉ mất từ 1 đến 2 phút. Trên các tàu cỡ trung và lớn, việc tái nạp đạn cho RPU có thể thực hiện hoàn toàn tự động. Loại này được trang bị bom chống ngầm phản lực RGB-60, có tầm bắn xa hơn lên đến 5,2 km hoặc 4,3 km với đạn 90 giờ. Chúng có trọng lượng khoảng 112 và 113 kg, chứa khối thuốc nổ 25 kg. Ngoài vai trò chống ngầm, RPU-6000 còn có thể làm nhiệm vụ đánh chặn các quả ngư lôi đang lao tới. Khi đặt trên bộ, nó chẳng khác gì pháo phản lực phóng loạt. Vậy nếu Việt Nam đang phát triển tàu hộ vệ SN-1000, thì việc trang bị hệ thống RPU-6000 có thực sự là một sự lựa chọn tối ưu không? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Bình luận về sáng kiến này, biên tập viên David cho rằng RPU-6000 với 12 quả đạn không phải là một vũ khí tồi. Dù loại này không phù hợp để đánh các đoàn chính xác, nhưng dùng để chế áp đối phương rất hiệu quả. Trước đó, vào tháng 9 năm 2023, RPU-6000 từng xuất hiện trên thân xe tải kéo pháo đa năng MTLB. Tuy nhiên, loại này thiếu sự bảo vệ và dễ bị UAV của đối phương tiêu diệt khi phải áp sát tiền tuyến để tập kích mục tiêu. Trong khi đó, với việc đặt trên xe tăng có cấp độ bảo vệ tốt hơn, binh sĩ có thể đưa loại vũ khí này vào tầm bắn hiệu quả nhất, dội bom lên đầu quân địch. David còn cho rằng, việc trang bị RPU-6000 cho xe tăng đã tạo ra một phiên bản giá rẻ của pháo phản lực nhiệt áp TOS-1. Loại này còn được gọi là hệ thống phun lửa hạng nặng, được trang bị các quả đạn nhiệt áp và được coi là vũ khí nguyên tử không phóng xạ bởi sức hủy diệt khủng khiếp của nó, nhất là với bộ binh ẩn nấp trong các công sự kiên cố hoặc phương tiện cơ giới không bọc thép. Tuy nhiên, tầm bắn của đạn góc két nhiệt áp khá ngắn, phiên bản đời đầu chỉ đạt 3,6 km, do đó phương tiện phóng có nguy cơ bị tiêu diệt vì phải tiến quá gần tầm hỏa lực của đối phương. Vì vậy, người ta đã đặt bệ phóng lên khung gầm xe tăng T-72 để nâng cấp độ bảo vệ, áp sát chiến hào đối phương và tung đòn hỏa lực hủy diệt. Mãi tới năm 2021, Nga mới thay đổi khung gầm từ bánh xích sang loại bánh lốp cơ động cao với phiên bản TOS-2, được trang bị đạn góc két tăng tầm lên 10 km. Qua đó đảm bảo phương tiện phóng nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của tên lửa chống tăng của đối phương. Tất nhiên, RPU-6000 không có kết cấu giống như đạn của TOS-1 và TOS-2, nhưng chức năng và nhiệm vụ khi cải tiến thì tương đương. Đều là nhằm chế áp hỏa lực, chế áp bộ binh đối phương trong chiến hào, tạo điều kiện cho quân ta xung phong. Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi tin rằng giải pháp đưa bệ phóng bom chống ngầm RPU-1200
lên khung bệ phóng trên mặt đất có mục đích tương tự. Đó hủy diệt các công sự kiên cố, gây hoang mang cho tinh thần binh sĩ đối phương bằng các quả bom nặng 73 kg, chứa gần 30 kg thuốc nổ. Không chỉ có vậy, với trình độ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, ta đã làm chủ công nghệ đạn nhiệt áp trên một số loại vũ khí chống tăng như RPG-7, RPG-29. Từ nguyên lý nhiệt áp đã tìm ra, chúng ta có thể áp dụng các giải pháp để cải tiến, trang bị đầu đạn mới cho bom hỏa lực chống ngầm RPG hoặc DPP-1200. Hệ thống vũ khí này có thể đặt lên khung gầm xe tải, nhưng tốt nhất là đặt lên khung gầm xe tăng như T-54, T-55, T-62. Khi cần đột phá tiền tuyến, nó có thể áp sát chiến hào đối phương, phóng một loạt bom nhiệt áp rồi xung phong. Kể từ năm 1959 đến năm 1983, thông qua nhiều đợt, Liên Xô đã viện trợ tổng cộng 15 tàu chống ngầm đề án 201, cỡ 178 tấn, tiêu chuẩn, 200 tấn toàn tải, chiều dài từ 36 đến 41 mét. Mỗi tàu được trang bị pháo quay tay 25 ly, và đặc biệt, mỗi tàu có đến 4 bệ pháo RPU-1200. Như vậy, với 15 tàu, nếu được bàn giao nguyên bản, ta sẽ tháo ra được 60 bộ RPU-1200 để kéo lên bờ làm giàn phóng đối đất. Về đạn, theo thiết kế, mỗi tàu có cơ số đạn sẵn sàng là 60 quả RB-12. Tính thêm cả cơ số đạn dự trữ trong kho, mỗi tàu có thể thêm từ 2 đến 3 cơ số đạn, nâng tổng số đạn dự trữ trong kho niêm cất có thể lên tới 3.000 đến 5.000 quả. Đem số đạn này ra bắn thì cũng rất đáng kể. Tất nhiên, 60 bộ RPU-1200 không phải là con số quá lớn. Trong trường hợp này, chúng tôi nghĩ rằng DPP-1200 cũng có thể là phiên bản Việt Nam tự làm lại. Về cơ bản, thiết kế của bệ phóng RPU-1200 rất đơn giản. Với trình độ hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể tự sản xuất mà không gặp khó khăn gì. Do đó, việc nhân rộng mô hình này là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng ta sẽ không sản xuất quá nhiều loại vũ khí này. Nó chỉ là một giải pháp cải tiến vũ khí cũ bị loại biên chế, để khi cần có thể tái sử dụng mà thôi. Một bước tính toán đề phòng khi có biến, có thể lôi ra dùng ngay. Còn thực tế, với trình độ hiện nay, có thể ta đang hướng tới việc sản xuất các hệ thống pháo phản lực hoàn chỉnh từ A đến Z, chứ không chỉ cải tiến từ thiết kế cũ. Dẫu sao, đây vẫn là một giải pháp đáng lưu tâm, phải không quý vị? Các cuộc chiến tranh tổng lực cho thấy mọi giải pháp, dù cũ hay mới, đều có giá trị của nó. Vậy, nếu Việt Nam làm chủ được công nghệ đạn nhiệt áp, liệu điều này có thể tạo ra bước đột phá mới trong công nghệ quốc phòng của quân đội ta không? Trên đây là toàn bộ nội dung mới cập nhật mà kênh Quân sự 24 giờ muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ý kiến của bạn thế nào về chủ đề mà kênh vừa đề cập? Hãy cùng nhau chia sẻ để thảo luận với mọi người bên dưới phần bình luận. Nếu các bạn thấy nội dung bổ ích thì đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.